Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Evuji ô tô. Và lại về trong buổi phải nói thời tiết hôm nay là mưa gió đúng chất của miền Bắc luôn. Mưa dầm gió Bắc thì bên Evuji ô tô lại tiếp tục về cho các bác một mẫu xe mà phải nói là quá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Một chiếc xe Toyota Corolla bản XLi sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Một chiếc xe số tự động, xe ngon, chạy được 14 vạn chuẩn, 13 vạn 9. 13 vạn 9 chuẩn, lốp dày cả dàn, đấy, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này điều hòa vùng nóng lạnh đầy đủ nhá các bác nhá. Nội thất ghế nỉ của xe còn zin nguyên luôn. Và xe thì cam kết các bác là không có đâm đụng va chạm tai nạn ngấm nước, đấy, không phạt nguội. Vừa về cửa hàng em xong và xe là xe biển 4 số hàng hiếm luôn đấy các bác nhá. Một chiếc xe màu bạc bắt mắt, đấy, nó giống như form của dòng Corolla Altis rồi. Thế nhưng mà đây là một chiếc Corolla bản XLi, hàng đẹp. Con này là bản nhập khẩu Nhật Bản và xuất Trung Đông. Thế nên là những chiếc xe này thì cực kỳ chất luôn. Động cơ máy 1.6 khỏe lành, máy êm thin thít, nổ giòn và máy số thì còn zin nguyên cho các bác. Các bác đi dòng này thì cực kỳ yên tâm luôn. Và được cái là nội thất ghế nỉ của nó còn nguyên bản nhá, chưa có độ một tí gì. Thành ra về chất xe thì quá ok. Và nhưng mà ai mà yêu thích những cái dòng xe hàng hiếm có khó gặp này thì các bác có thể là qua kênh của em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926, hotline, Zalo, Facebook, TikTok, tất cả là em sử dụng một số điện thoại thôi ạ. Thì các bác có thể là xem kênh và các bác có thể lựa chọn chiếc xe này. Một chiếc xe ngon, chạy chất và dòng xe của Nhật Bản lành bền, thương hiệu lớn nhất thế giới rồi, Toyota. Toyota Corolla XLi 2009 và con này thì em đang bán giá rất là mềm nhá. Các anh em khác thì đang bán con này rơi tầm 330 đến 340 nhưng em chỉ bán 318 triệu đồng, vẫn có bớt cho bác một chút lọc lá. Và xe thì 4 bánh phanh đĩa ABS đầy đủ, lốp dép toàn bộ dàn lốp Michelin. Đi cực kỳ sướng luôn. Đăng kiểm một chiếc xe thì đến tháng 7 năm 2023. Được cái là con này thì ngon quá rồi. Máy nổ êm luôn, đứng đây gần như là không biết tiếng máy là cái gì. Đấy, điều hòa nóng lạnh hai vùng ok, sơn si sạch sẽ, gầm bệ chắc chắn luôn. Và xe biển Quảng Ninh, con này thì bác chủ ở thành phố Hạ Long. Và bác ấy đi chiếc xe này cũng nhiều năm nhưng mà gần như là bác ấy toàn để gara không đi. Thành ra mỗi năm đi được có tính là chưa được một vạn các bác ạ. Quá ít luôn. Xe ngon này mà bác nào mà yêu mà không thửa thì hơi phí. Mà giá tiền của chiếc xe này thì em đang bán với cái giá chỉ có 318 triệu đồng thôi các bác ạ. Rất là rẻ. Xe này nó có cả chế độ hạn chế tốc độ luôn đấy các bác nhá. Vâng, rất là hiện đại luôn. Số tự động, hạn chế tốc độ đầy đủ. Và xe thì rất là ngon. Chạy chắc chắn, dòng này thì chạy quá phê rồi. Đấy, dàn lốp của chiếc xe là dàn 2013. Có nghĩa là đến bây giờ là được 10 năm rồi mà vẫn còn nguyên dàn lốp Michelin. Đấy các bác nhìn nhá. Và bây giờ thì em với các bác sẽ cùng đi về chi tiết chiếc xe này. Đấy, em này thì giấy tờ hồ sơ là đầy đủ, chuẩn chỉ sang tên rút hồ sơ đơn giản các bác nhá. Vâng. Về phần mặt catalog của chiếc xe thì chiếc xe theo phong cách của những cái dòng Corolla hay là Camry hay là Altis thì đời 2009 thì form nó là như thế này. Tuy nhiên là dòng Corolla nó cũng có một số đặc trưng nhất định của dòng Corolla. Đấy các bác nhìn kỹ cái nẹp dưới này. Nó không mạ chrome như các dòng Corolla Altis. Thế nhưng mà được cái là nhìn chất của nó vẫn cứ là luột là. Và kiểu dáng của nó nhìn nó vẫn cứ sang hơn một chút. Đấy các bác nhìn nhá. Toàn bộ phần mép cabo thì đã được dán răng chống ồn. Đây, răng chống ồn đây này. Đấy, răng chống ồn. Cứ bảo làm sao mà con này đi nó đậy êm và nó không có hiện tượng phòng vành cabo. Tôn cabo này vẫn còn mỏng te đấy các bác nhá. Tôn cabo còn mỏng luôn. Hệ thống đèn của chiếc xe là đang sử dụng đèn pha halogen zin nguyên bản. Đấy, bầu đèn của xe là căng sáng luôn. Và xe này là bác chủ bác ấy ít đi đêm, ít sử dụng nên là thành ra là bầu đèn gần như là mới tinh luôn. Đấy, gần như là mới luôn nhá. Xi nhan được đẩy ra bên ngoài. Đèn gầm của chiếc xe nó hơi ngà theo thời gian vì cái chất này nó bằng nhựa, nhưng mà cái này thì không vấn đề gì. Chủ yếu là độ chiếu sáng của xe vẫn rất là tốt. Đấy, cản sơn xe sạch sẽ và xe là đã kiểm tra test rồi thì không có đâm đụng. Đấy, không đâm đụng va chạm tai nạn nhá. Đấy các bác yên tâm. Còn biển số, các bác nhìn quả biển đây này. Đấy, rõ ràng sạch sẽ, nó không bị gãy vỡ gì cả. Con nào mà đâm đụng nhìn cái biết ngay các bác ạ. Bên em đi xem xe cũng toàn vậy thôi. Nói chung là kinh nghiệm xem xe thì mình cũng đã nhiều năm rồi.
Và được cái là có anh em đi test tiếp các thứ đầy đủ. Bên em là mua đến 3 lần test cơ. Nên là về chất xe thì các bác yên tâm. Tôn sườn mạ này. Đấy, nó còn nguyên và nó không có tiếng bịch nhá. Không có tiếng kiểu bả đấy ạ. Nguyên tôn luôn đấy ạ. Thế còn kính là kính zin luôn. Đó, các bác nhìn này. Kính Toyota. Đấy. Lamiset của 2008. Cái này là con này 2009. Thì là lô kính 2008 là chuẩn chỉ luôn nhá. Kính zin đấy ạ. Vâng, kính zin. Lốp Michelin Primacy 4. Đấy, lốp 1955-65R15. Và cái lốp của xe này đúng là lúc em không tin. Nhưng mà đây các bác nhìn này. Đấy, lốp nó còn 23 này. Đấy. Và la răng của chiếc xe là la răng 7 chấu nhá. Đúng cái thời đấy là Toyota hay là Honda đều sử dụng cái la răng này, là một cái la răng thời thượng luôn, tượng trưng số 7. Đấy. Và phanh đĩa là 4 bánh. Đấy, phanh đĩa 4 bánh luôn. Em này thì được cái lốp của nó vẫn còn ngon. Đây các bác nhìn này, lốp này. Đấy, lốp vẫn còn dày và ngon như thế này. Đấy, lốp vẫn còn ngon. Gần như người ta không đi mấy ạ, và không đi luôn. Cua lốp sạch sẽ, chỉ hơi bẩn bụi tí thôi, còn không có mục mọt gì cả. Về chất sơn si tôn vỏ xe thì các bác yên tâm là con này thì đảm bảo bao cam kết cho các bác rồi. Đấy, tôn vỏ dày. À, và các bác nhìn này, sườn cánh này là không có va chạm. Đấy, nó bóng, độ bóng đồng đều luôn. Bóng đều sạch sẽ luôn. Đấy, sườn cánh này đẹp căng đều luôn nhá. Và bên trong này thì đặc biệt là chiếc xe này là có nội thất ghế nỉ của nó là nguyên bản luôn. Ghế nỉ vẫn còn nguyên, chưa có động chạm gì cả. Đấy các bác nhìn này, ghế nỉ mà vẫn còn đẹp như thế này, hàng hiếm luôn đấy ạ. Phải nói thực sự hiếm luôn. Con này chỉ dành cho những ai mà sưu tầm thôi. Sưu tầm những chiếc xe đẹp cứng thôi. Thì chiếc xe này là một chiếc xe dành cho các bác. Một chiếc xe mà nguyên bản ghế nỉ vẫn còn đẹp như thế này. Đấy các bác nhìn nhá, ghế nỉ nó còn nguyên này. Đấy, bên này thế này, toàn bộ ghế nỉ hàng trước hàng sau nó đều đẹp như mới luôn. Đấy các bác nhìn nha, chất nỉ của nó còn nguyên luôn, căng đét luôn. Và tappy này, các bác nhìn tappy này. Đấy, tappy nỉ này, sờ rất là mềm. Đấy, sờ nó rất là mềm luôn. Đồng màu luôn, không bị bay màu lệch lạc một chỗ nào cả. Đấy, toàn bộ các cái phần ốp nhựa này là sần nó còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn này, vân sần còn nguyên luôn. Và chất xe thì quá ok. Kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Eo này thì có cái là bác chủ bác ấy bận rộn đến mức độ mà bác không dán 3M luôn. Bác ấy cứ để nguyên vậy thôi. Không hề dán 3M đâu các bác nhá. Đấy, cứ để nguyên vậy. Kính điện lên xuống là rất là nhẹ nhàng. Đấy, gương chiếu hậu của xe là có chỉnh điện đầy đủ. Nhẹ nhàng, đấy, chỉnh điện này. Là bằng cái cụm phím này các bác nhá. Đấy. Thế còn được cái là nội thất bên trong xe thì tươi rói rói. À, sàn của nó còn như thế này mà. Đấy, sàn nó còn đẹp như thế này. Và xe này là một chiếc xe tiêu chuẩn bản xuất Trung Đông, nhập Nhật. Đây này, đây các bác nhìn này, tem nhãn này. Đấy, sản xuất năm tháng 6 năm 2009 nhá. Và các cái đinh ốc bản lề này thì không cần nghĩ ngợi rồi. Đấy, các cái ốc này nó còn đẹp như thế này, chưa có động chạm gì luôn này. Đấy. Vâng, cột keo keo chỉ thì các bác cứ yên tâm là bên em sẽ đảm bảo hết cho các bác nhá. À, ui giời, con này lột hơi chắc, chắc tí nhưng mà đây cho các bác xem cột này. Các bác nhìn này, à, cột này. Đấy, các bác nhìn đinh cột chưa? Đấy, nó còn nguyên như vậy. Đấy, chân nỉ của xe thì cực kỳ đẹp luôn. Chân nỉ đẹp căng luôn. Đấy, không hề có một tí lỗi đâu. Chân nỉ căng bóng luôn nhá. Vô lăng thì gần như là mới tinh. Đấy, xe là vô lăng này. Đấy, các bác nhìn này, vô lăng này. Những cái này nó còn gần như là mới tinh luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, đồ nó còn đẹp như vậy mà. Vâng. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá này chỉ có 318 triệu đồng thôi. Túi khí này. 2009 Toyota Corolla nhá các bác nhá. Vâng, nhiều bác ở chê đắt thì các bác cứ tra giá của Corolla Atis 2009 thì các bác biết nó sẽ toàn hơn 350-360 thôi. Đấy, chỉ zin này. Đấy, còn Camry thì nó lên hơn 400-400 mấy rồi. Nhưng mà đây là một chiếc Corolla XLi nhập khẩu, mà con này thì em đang bán với giá chỉ có 318 triệu đồng thôi. Một chiếc xe đẹp để dành cho người sưu tầm và những người gọi là thích cái sự đẹp đẽ của những cái dòng Toyota. Những chiếc xe mà vừa đi ít, con này là 13 vạn 9 không có tua gì cả. Đấy, 13 vạn 9 không tua. Đấy, dầu mỡ là được thay mới rồi. Trần là căng bóng luôn, không hề có tí lỗi nào. Đấy các bác nhìn nhá. Toàn bộ trần là căng đét luôn. Và đây này các bác nhìn này. Cái này nó còn chưa có biết da lông một tí gì luôn này. Đấy, cái này này còn nguyên này. Đấy, sợ chưa? Hàng hiếm mà, lâu lắm mới về được cửa hàng một con như thế này.
Lốp là bên này là lốp cũng là lốp 195 65 R15. Đấy các bác nhìn phanh đĩa các thứ đầy đủ rồi. Lốp dày luôn này. Đấy, lốp này. Dày đét luôn. Và cái lốp này nói các bác không tin nhá. Cái lốp này nó là lốp nguyên bản của hãng luôn này. Đây này. 2009 đây này. Đây đây đây, đúng nhá. Đây em đọc chuẩn 2009 đây này. Đấy, lốp còn nguyên cái dàn. Con này thì thực sự là thưa các bác, nó là cái lốp sứ cua thì nó mới giữ được như này, chứ không phải lốp của nó đâu. Nhưng mà 2009 đấy các bác ạ. Vâng. Sợ thật đấy. Lâu lắm mới kiếm được một con xe mà lốp nó còn nguyên ra. Có một quả là còn nguyên 2009 đến bây giờ. Còn đâu là ba quả còn lại là 2013. Đấy. Hệ thống đèn của chiếc xe là vẫn còn căng bóng luôn nhá. Nhựa đèn nó vẫn chưa có bay màu. Đấy, đèn căng bóng luôn này. Không hề lỗi lầm. Đấy, căng bóng đồng đều. Bên này cũng thế này. Đấy, một chiếc Corolla XLi 2009. Dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, máy 1.6. Ngon lành phở luôn. Xe này thì nói chung là cứng đét rồi. Các bác về quá yên tâm luôn. Cái cốp mở thì nó lại cũng rất là an toàn. Nó sẽ mở bên trên này. Đấy các bác nhìn thời tiết mưa này, nước mưa đọng như này. Các bác biết là em đứng ở ngoài review cho các bác là đang mưa nắng như thế nào rồi. Các bác có thể nhìn trên núi à. Đấy các bác thấy sương mù ạ. Vâng. May là có đoạn núi chứ không thì cửa hàng em mình may mặt tiền là nói thật các bác là quá ướt luôn. Nhưng mà xe bên em thì nói chung là để lán nó cũng sạch sẽ, xe cộ nó chuẩn chỉ luôn. Đấy chỉ các bác nhìn này, đấy sơn chỉ nó còn nguyên như thế này. Đấy. Theo năm tháng thời gian chắc chắn với thưa với các bác là nó sẽ có những cái khiếm khuyết nhỏ, nhưng mà được cái là con này độ chất thì quá yên tâm luôn. Xe này mà không mua thì không còn mua được con xe nào nữa các bác ạ. Vâng. Chỗ này là chỉ làm lại này. Chỉ làm lại là do gì? Do nhiều lúc là nó dập chỉ hay là nó theo thời gian, cái đấy bình thường các bác nhá. Nhưng mà cam kết các bác là không có đâm đụng là được. Cái này thì bên em cũng đã test và kiểm tra rồi. Đây các bác nhìn lòng này, lòng này. Bên em đã, nếu mà xem cái chỉ đấy bọn em sẽ phải nhìn lòng này. Cứ nhìn lòng này nó ok là ok. Chứ còn nhiều lúc cái chỉ đó một phần nhiều có thể là va đập nhẹ nhàng, kiểu mình đập xuống đập lên cửa đấy, thì nó tạo ra cái vấn đấy thôi, chứ còn đâu là về lòng ấy nó còn nguyên. Đấy các bác nhìn này, lòng sau này. Và kính này, kính zin nhé các bác nhé. Kính nguyên bản của nó đấy. Vâng. À, đây. Đấy các bác nhìn lòng lòng xe đây. Đấy, lòng dưới đây. Đấy, hậu dưới đây. Đấy. Nguyên bản luôn, keo kia các thứ là còn nguyên luôn. Không lỗi. Đấy, còn nguyên bản đấy. Lốp sơ cua này thì 2013, đúng rồi, thảo nào em đoán đúng. Cái quả này mới là cái quả 2013 thay cả dàn y như kia kìa. Còn cái quả mà vừa nãy, quả Goodyear đấy, chính là quả lốp, đây là cái quả này này, là quả lốp zin của xe, còn nguyên 2009, đấy, quả đấy là còn nguyên đấy. Vâng, nói chung là đây là một chiếc xe quá đều về chất luôn, cứng đét luôn. Và xe thì hiếm, lâu lắm mới về cửa hàng được con xe mà nó như vậy đấy. Chứ còn nói là các bác chứ để mà kiếm một con xe đây 23 này, để mà kiếm một con xe mà đi ít thực sự và chất xe nó còn như thế này thì đây là một chiếc xe hơi hiếm có luôn. Đấy, thời tiết hôm nay thì hơi mưa gió thất thường tí, nhưng mà những cái này của nó là không có mục mọt các bác nhá. Đấy, đây cho các bác xem gầm luôn này. Nói là Quảng Ninh thôi nhưng mà gầm bệ của xe nó còn khô đét luôn. Đây các bác nhìn gầm đi nhá. Sắp xì này, em tăng sáng này. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, gầm là không có vấn đề gì này. Ba bô lê này, hay là nẹp dưới này của nó căng đét luôn này. Đấy, đấy các bác nhìn nhá. Vâng. Đấy, đây là một chiếc xe Corolla 2009 XLi. Đến nay là được 14 năm rồi, chạy đúng 14 vạn, mỗi năm 1 vạn. Quá nhẹ nhàng, mà xe là xe gia đình đi. Đấy, xe gia đình tư nhân chính chủ đi. Biển 4 số luôn. Lốp 2009 còn nguyên. Đấy. Không, em nói chuẩn luôn đấy ạ. Lốp 2009 còn nguyên luôn. Và chất xe thì phải nói các bác là hàng hiếm luôn. Vừa đẹp vừa đều, vừa sạch sẽ. Và đây là một chiếc xe dành cho hàng sưu tầm rồi. Vâng, dành cho những ai yêu thích những chiếc xe đẹp. Mà phải nói là đây là một con xe quá ngon. Vâng, êm. Túi khí an toàn là không thiếu nhá, đầy đủ luôn này. Hộp cốc đồ này, trên này, rồi hộp đồ dưới này, còn có cả sổ bảo hành bảo dưỡng luôn này, các bác nhìn nhá. Vâng, có sổ bảo hành bảo dưỡng luôn nhá. Đấy.
có bảo hành bảo dưỡng đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Và mới thay dầu máy này, mới thay này. Và đến khi nào được 14 vạn 2 thì lại thay tiếp. Đấy. Đấy. Sổ bảo hành bảo dưỡng còn nguyên luôn. Vâng. Chất xe thì quá yên tâm luôn. Và chiếc xe này thì em đang bán cái giá là 318 triệu đồng. Đấy, đăng kiểm đây. Đăng kiểm thì còn nguyên luôn. Đấy, 3 tháng 6 năm 2023. Con này bây giờ đăng kiểm 1 năm nhá các bác nhá. Theo quy định mới là đăng kiểm 1 năm rồi. Đấy, xe còn đẹp, chất căng. Và điểm nút của chiếc xe hai số cuối thì nó sẽ là 6 nút khóa lộc phạt. Vâng. Xe thì rất là êm, nổ thì thầm luôn. Máy đang nổ tua tầm 700. Đấy. Máy nổ rất êm. Thì thầm và không có báo lỗi nhá. Xe này không có báo lỗi luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá, không có lỗi luôn. Những cái lỗi ví dụ thắt dây an toàn hay là cửa mở thì đương nhiên rồi. Phanh tay thì chắc chắn là phải phanh rồi. Đấy. Còn khoang máy của chiếc xe này thì đây là một chiếc xe sử dụng động cơ máy VTVI 16 van. Máy ngon, khô ráo, sạch sẽ. Máy dưới thì còn zin nguyên. Và mặt trên cũng đã được chỉnh tròn để đảm bảo bảo dưỡng định kỳ thôi. Còn đâu về chất xe thì quá ok. Máy nổ êm thì thầm. Số máy chưa ra. Đấy, xe còn cứng cáp luôn. Và anh chả em chống cái cabo cái xong rồi. Ta cùng nhìn vào một số cái chi tiết ngon. Đầu tiên là các bác có thể nhìn cho em là đây. Cái số đầu rằng của nó còn nguyên này, 08059 này. Của nó còn nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, xe nó còn nguyên bản luôn. Đấy, thế còn các cái đầu rồi, đầu rồi. Đấy, đầu dưới các bác nhìn sâu xuống dưới đấy, của nó còn nguyên. Đấy, toàn bộ là còn nguyên nhá. Còn phần mang bên này. Đấy, mang bên này này, cánh mang này. Đấy. Tai đèn là còn nguyên nhựa này. Đấy, nguyên mẫu tai đèn luôn. Bên này thế này. Đấy. Vâng. Nói chung là về chất xe thì em này là một chiếc xe cứng. Vâng. Xe cứng luôn đấy ạ. Đây, có những cái mép này theo thời gian này. Đây các bác nhìn nhá, mép này theo thời gian này. Nhưng mà tổng thể là được cái là máy ngon. Máy rất là êm và ngon luôn. Xe không lỗi và cứng luôn. Đấy. Những cái con này thì nói chung là về chủ yếu là quan trọng nhất là máy các bác. Máy số. Đấy, các bác nhìn dầu nó vàng như này. Dầu mới thay vàng óng luôn. Các bác về là không phải thay, không phải thay dầu đâu. Ui giời. Con này thì đấy, các bác thực sự là chặt. Cái này dòng Toyota những cái nút nhựa này trông vậy thôi rất chặt. Cái này thì em sẽ đảm bảo cho các bác là xe là không có hơi thừa. 14 vạn chuẩn, xe không hơi thừa nha các bác nhá. Đấy. Cái này thôi rồi. Thế là cuối cùng em phải lấy hai tay mới mở được cái nắp này ra. Để nói thực sự là cái nắp này chặt. Quá chặt luôn. Đây các bác này, không có tí hơi thừa luôn này. Khô đét luôn. Không hề có hơi thừa. Đấy, máy khô ráo sạch sẽ nhá. Dòng này thì máy tương đối là êm. Ngon luôn. Đấy, chất xe thì quá cứng. Các bác mua những con xe này thì về lại yên tâm luôn. Không phải nghĩ ngợi gì. Đấy, xe đẹp đều sạch sẽ này. Máy ngon, xe cứng cáp. Đấy, tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và em này thì bên em đang bán cái giá rất là mềm. Đấy. Chỉ có 318 triệu đồng thôi. Bác nào mà yêu thích chiếc xe Toyota Corolla XLi 2009 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, bản xuất Trung Đông, với động cơ máy 1.6 số tự động thì qua cửa hàng em xem xe nhá. Xe đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là mềm rồi. Cũng rất vui khi được các bác quan tâm và theo dõi. Và cũng rất yêu những ai mà gọi là có duyên với những chiếc xe đẹp. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời tại em Vũ Di Ô Tô. Xin chào, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại. Vũ Di Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.